One day he's sink counting in a rice field, and the next, international superstar Wiz freaking Khalifa is sampling him in a new song. Before we can begin, we have to do a quick mic test. Can you count to five? So I did. From farmer to TikTok sensation, this Vietnamese local blew up in 2020, now with over 1.6 million followers. He's a global phenomenon who captured the attention of the world's biggest stars like Snoop Dogg, Cardi B, and Chris Brown. And he did all that by doing this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. The mic test is good? The mic test was very good. Before all this stuff, what was your job? Đi chăn bò thuê cho dì tôi. Yeah. Công việc của tôi là lên núi vậy đó, lên núi chăn bò hàng ngày. Lên núi bò thì hàng ngày phải cho nó ăn từ 8 giờ tới chiều. Từ chuồng sáng tới chiều nó ăn mới no. Cool. Yeah. Oh, this is a little bit different. How long ago did you get onto TikTok? Khoảng từ tháng 2. Less than a year. Yeah. Wow. It's about 10 months. Oh, it's a good hobby during the pandemic, I guess. Before TikTok, did you try out any other social media? YouTube 2010. Nội dung chính là anh chia sẻ về đời thường. Sau đó thì anh có làm về bên ẩm thực. Mọi người cứ bảo anh làm ẩm thực đi, có gì ăn đó. Anh có hát trên YouTube không? Cũng có. Cũng có luôn hả? Làm vừa hát cho nó vui mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What made you have this idea to sing English numbers? I mean, it's so weird, it's so random. Những lúc con bò nó đang ăn ngoan, thế là mình ngồi mình giải trí, mình hát nghêu ngao thôi. 2, 201, 202, 203, 204. Thế là mình tình cờ nghe cái bài à. Giai điệu nó hợp, thế là mình cứ nghêu ngao luôn. So he would like replace the melody with English numbers? That's right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, okay. Yeah, it's just a very eccentric hobby. And it's one of Ytia's hobbies that bring him joy every day. He also enjoys dancing. Drawing. Để từ từ, cứ bình tĩnh. Cái gì cũng phải bình tĩnh đúng không? Đây là tôi sắm một trái tim dưới có đôi cánh. Bởi vì trong trái tim tôi khát khao được làm những điều tốt, muốn bay xa. And soccer. These simple activities are what fill Ytia's day with joy. And when I talk to him, the joy is contagious. But his journey to this point wasn't an easy one. Từ kể từ khi mẹ tôi chết thì lúc đó tôi tầm khoảng 6 tuổi. Hai anh em tôi đói rồi chẳng có gì ăn thì ba tôi lại không chịu đi làm rồi cứ bắt hai anh em tôi đi ăn xin đó. 2006 thì tôi bị bệnh viêm phổi mãn tính cấp. Mình khó thở quá, bác sĩ cho mình thở oxy. Sáng thức dậy thì mình mới biết mình còn sống. Thế là mình tự nhủ bản thân là mỗi ngày trôi qua, nếu được sống thì mình phải sống thật là vui. It's this positive outlook on life that's helped him overcome hardship. And what he enjoys most is sharing this happiness and giving back to the world through his videos. Đơn giản là tung lên YouTube hay là lên TikTok để làm lưu niệm video cho gia đình. Anh đam mê thể hiện bản thân trên YouTube, đam mê chụp ảnh này nọ kia. So there's no big plan behind it. It's just, it was a place to record his life and to record these fun moments, and then people started taking notice. Yep. So when did you know for sure, like, oh, people are really noticing this? When Ytia puts out a new video, the world is listening and sharing. Like when Manchester City shared this video. City 2, City 3, City 4. And I'm saying goodbye. Yeah. Cảm thấy rất là hay, cũng rất là vui. Cảm thấy điều vui đó, tại vì anh cảm thấy rất là bình thường mà. Nhưng mà mọi người lại thích. Or when Snoop Dogg shared this video. Happy birthday, Snoop Dogg, the best rapper in the world.
Yeah, yeah, yeah. Or when Cardi B declared she trusted him and only him to count the 2020 presidential election ballots. Từ mà khi Chris Brown với Snoop Dogg chia sẻ anh lên trang của họ, thế là mọi người càng biết đến anh hơn không? But up to now, YTN's defining moment is 41, 45, 46, 47. Các bạn quốc tế cứ tào lưu, ủa anh chàng này có bài hát lạ, anh ta có thể hát mà đơn giản, anh cũng không biết rõ là anh có phát âm sai hay không. Chơi là chính chứ không biết là sai hay không. International celebrities are sharing your work. I've seen a lot of people have sampled the different TikToks that you've done. So is this something that you're going to be able to turn into a career? Thực ra mà nói thì anh không nghĩ như vậy. Anh chỉ muốn sáng tác bình thường là tự mình tung lên, chứ anh không muốn là theo con đường dạng như là mình gọi là nghệ sĩ. Anh chỉ muốn là mình vui là chính. Anh sẽ không bao giờ nghĩ là mình sẽ thay đổi. Regardless of whether or not YT wants to be an artist, he's touched the hearts and souls of people all around the world. Sing counting in a rice field, and the next, and I'm smoking all day. Ain't no weed left in my international train. Superstar Wiz freaking Khalifa is sampling him in a new song. I'm gonna give you some love. Jump in my car, I'm gonna give you some love. Come in the store. 45, 46. But one has to ask, is this ever gonna get old? It's fun, I love it. I don't think I'll get sick of it. But is this gonna get old for you? Trong tương lai anh sẽ tự anh làm, bởi chính mọi người đã cảm nhận nó. Nên anh phải có cái gì đó trong tương lai anh vẫn tiếp tục chia sẻ đến mọi người. Quan trọng hiện tại là anh đang muốn tìm cái gì đó nó khác biệt. Rồi anh sẽ hát bài hát số, và sau đó anh sẽ thêm lời của anh nữa. Anh vẫn tiếp tục làm theo đam mê của mình. Nếu mà vì để làm nghệ sĩ, kinh doanh hay là kiếm tiền gì đó, anh không muốn điều đó, anh chỉ muốn đam mê là chính. Before we go, everyone is dying to know, what is your favorite number? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, yeah, yeah, yeah. Đơn giản 32 đó. His favorite number is actually 32, the end of that song. Oh really? Yeah. Số phone của anh, số cuối là 32. He said that's also the last two digits of his phone number. Oh, and you guys can guess the rest. Welcome to the Best Ever merch store, where you can check out our brand new designs. Best Ever bandanas in black, white, and red. The Please Send Nudes hoodie. Pillow soft fabric with a quality custom graphic inlay. And our street food around the world graphic tee. We're now shipping everywhere around the world. Just visit shopbesteverfood.com or click the link in the description below to get your new merch today. A peace.